Okay, so say thằng này là ngay ngày nay dương một thứ cá say hero mới hero này tầm bắt tên trên pi channel YouTube năm nay thế hay chị ấy chưa giờ bây giờ mặt tao new player nữa ngay thì ngày nay họ từ xa còn đầu chiến ái trong việc bạn tính đây họ trong tầm tình item cho hero quạt item thì mới cứ thật to đấy cứ tầm tình bàn một lần đấy cứ bột pram tỏ bởi chốt hay ta lại xông hai ấy ở đây tập bàn thế gì đó ok chẳng đi tập tổ bị anh ấy với tao chỉ mỗi thằng bạn nâng men bàn tay vì ở tận bộ phở phải gì thằng bất tập tổ phở phải bàn về khăng và đây trong bàn tập tổ khăng về tiền khai tịch hay dừng lên một món miếng ai bẻ tập tổ của phen bàn nè nâng này hay ở vậy để xong khăn những cái hero này still maintain hay bàn chat bàn ấy bàn tay ở vậy để on cứ đại để sao phải đại môn hay một nâng trong các bàn tình đại game ở đấy cứ đại iso một lập mấy stone bridge đập hết rồi hay vì chỉ tập hết đại bộ phận SMT à lỡ dương mình thua ca thời stone viết đời xa mà cha quạt bản tin stone này mà crop ấy ngày mấy tầm phết nhom tha chăm ghế chăm nhom chui rồi từ ngày quạt bản đại đời xa quạt chăm nhom nhu bếch có tên stone tụi nhom hai ok à lỡ dương tập quạt stone có khnía hay dương đang giờ này ai thêm đang mơ ta bị thua tập bị ca có hai dương đặt stone chối tụi về ở phần gold bản đại mà cha quạt có bản thêm gold tụi đã cứ chơi mình tên gold quạt chẳng à, bây đấy nhầm ai sẽ thoát cả đỏ phải chỉ pi pon gold làm bây giờ cua tục thằng ca giờ ai thêm một quạt nè hay là bây để riêng nó stone tranh tao cứ đáy ní vì nằng bật lửa gầy nằng này việc bật lửa tại đó nè nằng này thứ bốn nhầm pet đáy ní chồi máu nhầm pet đáy nằng chồi rút riêng tên nhờ ai thêm sạp đỏ stone nhầm xong tổng mơ kê luận nào ní sẵn bà sân chỉ cả này miến nè riêng ở trong bạch tới nhỉ tại bà sân chỉ cả này ở miến tới trong chiến tịch rồi dân tinh cao hay nâng ở tinh nâng shop tinh cao điện thủ thái chiến bởi dân tinh nâng shop vì ở phải chỉ phẩm bổn bổn rồi chế phó em bổn rồi gold tại lượng nó cao phải chỉ bản đo thế tại đây dân mưa dân đó đang miền miền thế đang thầm nát để lượng cứ lượng mà đồng nâng nè hay à ai thêm đọt stone đang tâm bất ở kê nè miền kia kê chan mà chơi kê chan chan kê đi tề kê tinh nhá cái online kia cho lịch mũi hay cái bàn bìa nâng ok là bạn miền tới những tình tầm đó thế sao chỉ point có score tụi dân chán để yên tình này cô ran ran mà crop nè nằm bày thuộc cả đỏ nào này chẳng mấy mũi cao sầm bột chỉ point nhá nâng này ok là dân mà chụp NPC mũi này nằm bày thuộc cả đỏ nó stone chẳng extract spirit stone from the equipment nâng này hào bài thì dân đó cứ dân đỏ nằm bởi chạp bì bằng bài sắp tâm rồi thấy chẳng là dân đỏ đầy nè vậy mà ok chân dương độ bàn chân rủi ro là hai vậy thì dương mới cứ dương chấp làm sẽ stone ở stone tao dùng được này nữa ok chân ở đây cứ nằm bờ rồi đập bấm bốn đấy rồi đập bốn tâm bất đây thì dương ai ta làm với tâm rồi phải bán đây đã stone cứ đây số dương ai ta làm với cho rồi còn làm bàn tại mà sinh chỉ cả này đây đã stone thầm đá ở đây ta làm với thế cứ bàn ta bị cho này nâng này ok là dương mơ sần happy happy ha mỗi màn chẳng happy bột ha mỗi ok mà rồi bấy mà rồi bấy bột nâng stone này mà crop phải mỗi bột phải mỗi tiết vì lang lơ sao mình tên hay tâm bất riêng ai sẽ thấy stone và phê đi bàn nè stone này nè riêng ai sẽ thấy bán bàn tay ở đấy riêng phải theo ca đã stone xế những miên stone á là miên ai number mà rồi bấm mũi vậy cái bộ chỗ này bạn bật phần nặng đã stone này kìa à đã cất stone khâu hay bật đã stone chỗ này nè stone này pick up nè chẳng bộ sắm mày nên viêm mà rồi mũi thế nè nè rồi mũi chẳng bộ sắm mày má nhầm phèng mà hà sắp bộ hà mũi rồi mũi mà rồi mũi bộ này phải mũi ok vì mà rồi mà pay pi chẳng ở api ní anh ấy number mà đầm bố đó nè đầm bất chương tao ca cắt number đây dương cua cắt number ai thêm mùi nè nè cắt number ai thêm mùi nè hay là mỗi dương tao ca đáy đáy đầm bởi dùng một thứ ca cắt stone nâng dương sẽ lấy stone sẵn nè nâng này ok là dương thứ ca cắt number stone mùi sẵn phải xa pi nè hello trade mà y sạch nhóm này máu nè
Ok. Hay item này vi cắt cho mùi y giật thì chẳng ở dân trade item pi này mà vĩnh chẳng ở đây nè đại nè à đây bây giờ anh đã thâm sai bằng bốn chẳng dân trò ca dùa stone này mà crop hay rùm cho mùi năng cổ đã tâm mập bốn sẵn tâm đang tật còn thế hay dân trò ca cắt này tiết ok bạn đang má thì thật lẽ mình ok chẳng những bà đấy hết nè hay dân cắt dân đang ngày dân trocar prà này là bị cắt này nhầm tình chế point luôn ai mà nó giỏi tịch đấy ok lại nhầm từ thứ cả cắt lại quá sân rồi dân cắt nó thật lẽ máu bàn dân ai nhọt stone mà mình chẳng thấy stone nó về điện từ ở bên chẳng nhọt stone chỗ đại cả thì hero bị ai quá ok là stone macro nè à, phần mà rồi nè mùa rơi gỗ này đó nè mặc đọc mùa rơi gỗ xa hào xa hào xì cọp xa đi thêm đó hay dương mình bắt quả thả dương cắt mà đoạn bàn thế nè thả đây xì xong cắt xanh thơ ok nè dương extract với á dương pra nhầm vô khó tiết à ok anh đang còn pra môn cáo nhé nâng ở đây ok lao dùm vô máu nè vô bán nè hãy cắt được ra nắng đặt hai thêm danh sách để nó chốt ok dùng thử ca cắt nó nè 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 respawn ok dạ bàn ớt ok bàn cái cắt mà đó cứ dùng thử bàn chụp cháy đấy chẳng dùng ai dùng stone thật phở chỉ bạc cụ của bạn này mấy dùng nhọt mấy o hờ và mà rồi chứ ở mùi rồi chẳng có gồ quán sọ buồn rồi nè nè này ok lâu ở đây xa đây số này vì ở nằm ở tập hợp phần nâng cho những trò ca áp với tầm rồi em phải đối pháp này thật này chẳng ở y số cứ dương ai thơ ca áp của đẹp là được cho bán tam chất dương thế bởi tại ở bàn tại y số ấy nè bởi sân cạn này ai thiên thầm ná cứ vì ở bàn này nè bởi tại vì trò ca chai là chỉ hòa nhạc tràn này nè chẳng muốn nâng là mấy thơ ca đó tốt nhưng bà à gọi là ra nâng ở một mặt cổ vầy nè chẳng là dương trò ca bà nâng mặt cổ tiết là mấy thơ ca áp nằm ở tầm rồi phải mình chẳng ở bì rồi chỉ hòa nhạc cổ đấy ok nè bạn nè nè ok nhìn vô máu ok nè mặc crop chẳng hay ở tập mất tiết riêng một chụp NPC mới nè anh ấy cứ chi độ biệt này ca upgrade item ISO để miền nằm bờ mình làm rồi đồng bảy rồi đồng bờ vậy đó nằm bờ ấy số cái dương ai thưa ca upgrade về màu mà rồi mà pay mình bán á nâng ai dương về mặt sơ đồ chẳng chờ ok dương một chụp với dương vô bị thả vào ISO right và low equipment chẳng chọn lừa nằng máu hai mất tiết dương riêng vô tỷ cứ trang number nè is the right value nè nè trang number chẳng chặt lên nắng chẳng vì đã số giờ thì sát khe nè đi khe is the right value with number rồi pay ok chẳng dừng chặt ok mà vì số dừng rồi kì các bạn áo khao được gọi một chẳng ở vậy thì dừng chọn upgrade cứ tận lửa một chẳng dừng tất cả pra nè mũi đó ok dừng chặt lửa về máu nè ok yeah chẳng ở nằm bớt này viên đang reload máu mà rồi mà pay nè này cứ chỉ đặc biệt này ca đại dương chọn upgrade đại ISO chấp bị nằm bớt mà thằng nằm bớt mà thế là bây giờ sẽ viên viên đang load máu mà rồi mà pay nè nè ngay ok tỏ và tỏ mất tiết dương đang phơ ca nhọt stone chỗ chẳng này chỉ bảo stone để dương tạo cá prá hay để xa item đi nhưng mà tạo item đấy dương ai chờ set vi chân chỉ bảo cứu son ban để xa dương brown stone say pi crop chẳng nè bạn tay tôi chỉ dừng lại cái đó tại mình chắc game đang thật còn chọn bàn xôn được còn xôn theo lời dương tam tân nào thế ok nhưng nhọc vô xôn mỏng nó còn mới khạp chẳng nhọc thằng bố cứ hoàn toàn tam rồi đấy chỗ thằng bố hoàn toàn tam rồi chẳng chạy start nó đạp lịch trình chỗ môn tập mất tiết stone pin nhưng trong đạn mười năm môn của bạn đấy tại nhập đạn thì môn chỗ thế ok stone đại gì ấy ok bạn đấy tầm mất tiết em đã stone đi chơi ok này đập cổ thế chẳng ở dương rơ mà pram đấy cứ ở điện cả đấy nè đấy cứ trong cái shop dương bán đầy iso đã activate son ta nằm ở bờ mũi kệ bẹ máu ok đi ở ngày nay dương rơ stone và phần nắng hay đầy và phần đấy cứ dương à vô từ thưa cả vay ba này ok ở con này thằng con này chẳng ở chấm po video này mà xin cả này này thằng con này mình chẳng có đẹp đâu nó hiệp đủ rơ rồi có phơi ấy này thằng con này ai thưa cá chat mà không phết nằm bài thưa cá xu nó phơi mình thay bị nhóm nè đừng ngại ok ở con bye bye.
jungle.